không bán. Ok. 100 triệu mà cũng không không gật đầu. Vâng, thì có lúc nào mà bác lên trên Hà Nội thì bác lại alo cho em thì là em không có, em không có một số lượng. Dạ vâng, thì anh em đã cùng cái chung cái chí hướng, cùng chung cái niềm đam mê rồi thì họ có được siêu. Đây làm tay hẳn hoi, tay đây. Ngày xưa ông bố nó còn cái này ngồi đây. Ông bố còn lấy hai cái tay được cuốn với nhau này cơ mà. À, mà cắt ra đi chứ. À, cho nó khoáng đấy, cắt ra nó khoáng. Cắt ra khoáng. Đây là cái làm từ bé đấy chứ. Mà suốt thì làm thì cái bố nó còn trẻ làm. Cây của chú à? Ừ, cây kia. À, anh ấy biết cái chủ cây này là cây thực ra nó là cây nguồn gốc, nó là cái cây của mình cũng được, nhưng mà vì tại sao cái thằng cu nó làm cho mình cái nhà nó có một cây nó cứ người ta cứ giả à, chú để lại cho rồi gì mình mà không nó chưa để lại mà thế mày mang đi đến đây thì gặp được cái khách ta bán rồi à. Đấy thì cây này mà giá thì là bao nhiêu tiền cây này chú? Ở Nam Định giảm 100 nó bán đấy. À, tức là giảm 100 rồi thì hoàn toàn xứng đáng. Cây này tiền trăm đáng mà vì cây đơn làm từ bé có phải cây nào cũng có đâu mà không cần làm mà cây tự nhiên thôi thì cái gốc này cái la này bệ này có để ở nhà đấy người ta cứ họ muốn đòi hỏi mua nhiều rồi sao nữa ngày xưa nó không còn lấy đâu thì nó cứ hô thì mình cứ nó giảm tâm. Tức là giả từ ở nhà gì chú? Giả từ nhà đấy các bác ạ. Đơn lá, lá đẹp rồi. Lá đẹp mà. Đơn này nó là đơn gọi là đơn đơn gì nhỉ? Nó không phải là đơn nhung kia của mình mà nó là đơn 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 gì nhỉ? Tự nhiên em quên mất rồi. À, đơn nó là ngọn nó ngổng lên như này, nó không cụp xuống như đơn kia. À thế à? Anh ấy à? Vâng, em mua cây của anh ý. Ừ. Xong chưa kịp mang đi. Không có duyên. Ừ, thế là người lại biết mất. Không có duyên. À, cây này của anh Cường. Anh ơi, cây này sao lại là quân châu? Em tưởng là chân châu ý. Nó là quân châu à? Hay là họ in nhầm? In
nhầm. Chân châu á? Không, người ta gọi cái này canh châu. Canh châu ạ? À. Canh châu đây là in nhầm. In nhầm hay là gì? Hay là chuẩn là quân châu. Canh châu. Dạ. Yeah. Trông như ruối nhỉ? Vâng. Như du nhỉ? Như du. Đây là bằng lăng hay là ổi đây nhìn giống nhau á, khiếp. Bằng lăng thì bạn, bằng lăng. Nhìn thân giống hệt thân ổi. Nhụi thế kìa. Nếu mà bác nó có cái tên nào mà của bác em đưa mà nếu mà hợp với bác thì các đổi thì anh em mình không phải là người buôn. Nhưng nếu mà có cái gì buôn hợp thì bác có đổi. Úi giời ơi, ở đây họ bày bán những cái tác phẩm phong thủy, đá phong thủy, gỗ phong thủy rất là đẹp. Kiếp, những cái viên đá đẹp thế. Công ty đá quý đá phong thủy Hưng Trinh. Mẹ không thằng nào bán nước. Chắc phải lên tít đầu trên kia. Đẹp thật. Úi dồi, trên này còn có bộ bàn ghế đá. Tuyệt vời luôn. Nóng quá, không nhìn Luân vào đây ngắm bộ ghế bàn ghế đá này đẳng cấp chưa? Đẹp nhỉ? Quá đẹp. Nhiều tiền đấy. Chắc phải trên tỷ. Quá đẹp. Nhìn. Bản này độc quyền. Đẹp chưa?
Vấn đề là bộ bàn người ta có bao nhiêu món, bao nhiêu đồ, 10 đồ hay là 8 đồ. Bên đây này là cái vân nó này, bên này là cái vân nó đặc biệt đúng không? Đây cái này là mới làm xong còn vận chuyển về đang bật. Nên là khi mà bạn sang cái này thì có thể luôn, mà chưa có đang sửa thì ở đây nó không thể thu nước được. Nhưng mà cái vân này, cái địa chỉ công ty của chị mà xưởng mà làm cái này thì ở đâu? Dạ cái này thì có nhiều cái làm ở miền Nam mà có nhiều cái phải đưa sang bên kia. Cái này là hoàn toàn thủ công à? Đây nhà đây này chị ơi, chị nhá, để em chứng minh rằng là để tự nhiên này đẹp. Đây này, mà nó tự nhiên nhỉ, tự nhiên là cái này là hoàn toàn tự nhiên à? Vâng ạ, đây này anh nhìn nhá, anh nhìn ví dụ như cái này đây này. Ví dụ như cái này. Đấy thì mình khi mà mình lựa, mình tắt cái lớp này, tức là nó kẹp cái này. Mình tắt cái lớp này và mình lấy được cái trắng này để mình tạo cái này. Đó. Cái bàn tay của sự thợ này. Mà họ đây này. Từ những cái cây nhỏ này, cái từ cây bắt cảnh trên này, đấy là phải như thế này. Thôi nhưng mà mình thì đầu tiên mình cứ tưởng cái này nó dán vào. Rất nhiều người tưởng như thế ạ. Đẹp thế nhỉ? Kinh điển. Toàn bằng đá tự nhiên đấy chứ. Không thể đùa được. Hai, bốn, năm, hai, bốn, mười đồ. Em cũng chịu. Họ là khách đi xem. Em cũng vào thì bắt đầu thấy người ta ở đấy rồi.
Toàn đồ quý, nhiều tiền. Bác kia bác có chưa đá quý, bác có hiểu rồi. Ôi, đây con gì to thế? Đó là đá nhưng mà đá, nhìn đó. Tưởng là cái đôi thì hưu tôi đưa cho ông là vòng vàng. À đâu? Vết của đá. Vết của đá như thế này mới là đúng đá của nó. Còn nếu cái bóng lửa đây là đá xử lý hết. Nó phải có vết của nó thôi. Vâng. À. Xuống đây quay cho mọi người cái viên đá này nhìn. Đây là tảng đá không phải là viên đá, nhìn khiếp. Bá đạo, to thế. Ủa, tỏ thế. Đá này, đá gì không biết. Anh ơi, đá này là đá gì anh? Đây là tảng đá không phải là viên đá. To nhỉ. Này là hôm vừa rồi ở ấy đấy, hôm vừa rồi ở Long Biên đấy. To nhỉ. Phải không anh? Không phải. Long Biên đấy. Không, chủ ăn cơm này, tay gọi đấy. Hôm Long Biên em có nhìn thấy cái này đâu. Đấy này, em hỏi luôn bác đây này. Anh nhìn con này anh nhớ mà, anh đỗ ô tô cạnh mà. À. Hôm nay em mới để ý thấy. Hà Mã đấy, cái này là Hà Mã. Cái này là cái dạng đá này của Bảo Lộc có phải không bác? Đá tự nhiên. Anh Hòa không thấy chơi đá nhỉ? Ô, ai nói em thế? Em thấy anh chơi gỗ không chết. Chơi đá. Đá là mê tít luôn. Thế cái à? Là mê nhiều quá nó bị tội nặng chứ còn thì mê tít luôn. Em tưởng anh mê gỗ nhiều hơn. Ô, gỗ đá đầu đồng. À nha. Bây giờ còn đang mon men trong đĩa cổ. Tội nặng. Tội đấy. Cái gì cũng muốn ôm. Tài nhỉ, nó có những cái viên giống như là Bảo Lộc ấy. Viên đá hình hài rất đẹp.